Chào mừng tất cả quý anh chị em. Nhận được rất nhiều câu hỏi của anh chị là hãy chia sẻ cái cách để chúng ta cài đặt km trên giờ bằng điện tử trên những cái dòng Toyota Corolla Cross phiên bản hybrid. Anh chị có nhìn thấy không km trên giờ kia không ạ? Hoặc trên những chiếc xe Toyota Corolla Altis. Trong clip mới nhất ngày hôm nay, Văn Hội sẽ hướng dẫn anh chị cái cách để làm sao chúng ta có thể cài đặt để chuyển từ cái bảng đồng hồ analog để chuyển thành bảng đồng hồ digital này. Vậy cái thao tác làm như sau. Anh chị có thể nhìn thấy ở trên vô lăng chúng ta có các phím OK này và 4 phím điều hướng cũng như nút trở về. Để sử dụng chúng ta sẽ bấm vào nút trở về. Lúc này chúng ta có những cái biểu tượng sau đây nhé. Anh chị có thể nhìn thấy. Anh chị có thể nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ cài đặt như thế nào ạ? Chúng ta gạt thì sẽ có những biểu tượng như là cảnh báo này, cài đặt này, cũng như là những cái hiển thị phụ trợ này, làn đường và hệ thống TFS này, cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu, tiêu thụ nhiên liệu tức thời trung bình. Thì chúng ta vào phần bánh răng, đó chính là phần cài đặt. Ở đây chúng ta sẽ kéo xuống dưới, chúng ta sẽ tìm đến chữ setting. Chúng ta giữ vào đây 5 giây. Ở đầu tiên là phần ngôn ngữ, thì chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta chọn phần meter time. Đấy là kiểu đấy ạ. Thì ở đây anh chị có nhìn thấy là analog. Nếu mà chúng ta chọn vào analog này thì sẽ chuyển sang bảng đồng hồ như thế này. Còn nếu mà chúng ta chọn vào digital, hệ thống sẽ chuyển thành màn hình km trên giờ điện tử. Rất trực quan, rất đơn giản, Văn Hội sẽ làm lại anh chị nhé. Chúng ta kéo xuống dưới phần meter. Điều khiển ở đâu ạ? Điều khiển ở phần kéo xuống đây ạ. Anh chị có thể nhìn thấy ạ. Meter. Chúng ta chọn lên digital. Khi mà cài đặt xong xuôi rồi thì chúng ta sẽ bấm vào nút trở về đây. Chúng ta bấm vào nút trở về đúng không ạ? Đó. Sau đó chúng ta thích để cái hiển thị nào. Như Văn Hội là thích để hiển thị này. Vừa có tổng lượng xăng trong bình còn đi được, tiêu hao nhiên liệu, cũng như là km trên giờ bằng điện tử. Rất tuyệt vời. Và để nhận thêm những hướng dẫn sử dụng chi tiết khác của chiếc Toyota Cross nói riêng, cũng như là các sản phẩm Toyota nói riêng và các dòng xe ô tô nói chung, anh chị có thể liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Văn Hội sẽ chia sẻ thêm cho quý khách hàng để chúng ta cập nhật thêm những cái tính năng, những chi tiết nổi bật. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.